Và vậy là hết những món mà mình đã mua trong tháng 6 rồi đấy. Hy vọng các bạn thích video này. Người chào mừng mọi người đã đến kênh YouTube của mình. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Juni. Mình đã tốt nghiệp đại học ngành Hàn Quốc học và đã có kinh nghiệm 4 năm đi làm cho công ty Hàn Quốc ở Việt Nam. Nhưng mà hiện tại do visa cho nên là mình đang sống ở Úc. Cho nên kênh YouTube của mình ngoài nói về tiếng Hàn ra thì mình còn làm những video nói về cuộc sống của mình ở Úc nữa. Cho nên nếu các bạn quan tâm thì hãy bấm subscribe kênh của mình nhé. Và video hôm nay sẽ là video haul những món đồ mà mua tháng 6. Thật ra bây giờ làm video này thì cũng hơi muộn, nhưng mà mình phải đợi cái đống đồ này đến đây. Đây là những món đồ mà mua với Style mình đặt mua trên web vào đầu tháng 6, nhưng mà tới mãi từ hôm qua mình mới cầm được cái hộp này trên tay, cho nên là dù cho muộn thì cũng có cơ hơn không nhỉ. YesStyle là một cái web, một trang web thương mại điện tử về những món đồ Hàn Quốc, thì nó có ship rất là nhiều nơi trên thế giới, cho nên mình đặt mua. Món đầu tiên là một cái áo. Mình xem trên web rất là xinh. Nó mua một cái áo trắng cao cổ. Thì mình không mặc được những áo cao cổ quá bó, cho nên là cái áo này mình xem trên web mình nghĩ chắc là mình mặc được, nhưng mà chất của nó thì hơi mỏng. Tiếp theo là một cái áo mà mình rất là thích. Không biết là nó có đẹp được như trên hình hay không. Đây. Nó hơi bự nha. Không biết là có vừa hay không nữa, trời ơi. Theo là cái đống túi này. Đây là món mà mình mong đợi nhất. Đây là thuốc dưỡng tóc của GNC hơn của Jenny. Đây mình đây. Mình đã mua để dưỡng tóc. Tóc của mình đó, dưỡng nó ra tới đây rồi. Mình sẽ quay video về cái này nhé. Theo là một đống mỹ phẩm. Đầu tiên là một cái bảng mắt của Corinco, một bảng mắt nho nhỏ xinh xinh. Có những màu như thế này, rất là dễ xài hàng ngày. Tiếp theo là một cây chì kẻ mắt của Mac Queen. Chì kẻ mắt nhỏ nhỏ, chinh chinh. Tiếp theo là hai cây son của Romaine. Một cây son Plastic Water Tint. Và một cây Juicy Lasting Tint. Mùa hè vừa qua thì cây này rất là hot đúng không? Mình thấy rất là nhiều video về cái son này, nhưng mà bây giờ mình mới cầm được trên tay. Tiếp theo là một bản Too Cool for School. Đây là một bản shading. Xịn vết nhỉ. Tiếp theo là một cái này là đồ dán nail. Đây. Đây, nail này mình tự làm, mình tự vẽ đây. Mua nail, mua cái này để về để là tự làm nail. Ừ.
món nữa. Đây là cái đồ, đây là scalp massage lancing tool, là cái đồ mà dùng để massage lúc gội đầu á. Đây, mình thấy cái này được nhiều người nói là dùng cái này khi massage trên tóc và sẽ đỡ, dùng bằng đầu ngón tay sẽ đỡ, gọi là gì, sẽ đỡ làm hư da đầu á, và xà bông nó cũng sẽ ra bọt nhiều hơn, cho nên là giá mình đã mua để về thử. Thực ra cái này cũng có lâu rồi nhưng mà giờ mình mới biết ở đâu nó quay giá. Món cuối cùng đó là một cái quần. Mà từ Trung Quốc các bạn ạ, nên mình cũng không nhớ là mình mua cái gì. Thật ra là mình đặt từ một tháng trước lên cơ, cho nên là I don't remember. Không biết có mưa không trời. Đóng này thôi đó, mà tôi đợi một tháng, hơn một tháng tôi mới nhận được. Tiếp theo là những món đồ mua tại Úc, bởi vì cái mùa này là cái mùa gọi là mùa người ta phải nộp thuế á, tới mùa cuối mùa, tới tháng nộp thuế, cho nên phải làm báo cáo, cho nên là người ta sale rất là nhiều để sale hết những món đồ còn dư thừa ở việc ở cửa hàng á. Thì dạ, thì đây là cái món đầu tiên mà mình mua mà cảm thấy hời nhất. Đây là một cái đầm vải, không biết gọi là vải, là vải gì ta, để ok I don't know. But, yeah, siêu xinh luôn. Và mình mua giá gốc của nó là tới tận 289, sau đó nó sale còn 80 đô Úc nhé. 80 đô Úc tính như Việt Nam vẫn mắc, nhưng mà nó treo hơn một nửa đó các bạn à. Oh my god. Thế là mình đã mua, mặc dù lúc mua thì cái dây, cái quai này rất là rộng, nó rất là dài và nó có một cái lỗ ở đây, nhưng mà mình đã mang nó lại rồi và mình cũng đã thâu cái dây nó lại, cho nên là 80 đô chịu. Oh my god. Tiếp theo, tiếp theo là một cái áo cũng siêu xinh. Giá gốc của nó là gần 70 đồng, sale còn 35 sale 50%. Những cái đồ này là cái đầm này với lại cái áo này thì mình mua tại Mayer. Mayer là một cửa hàng giống như Robin ở Việt Nam, ở trong đó có rất là nhiều thương hiệu. Thì đây, áo trong mình đã lượm được một cái áo trong đấy, nó xinh, trong mặt vào cái màu xinh xinh nhất, còn nữ tính. Ngoài ra thì ở Úc còn có cửa hàng outlet, thì ở đấy người ta chuyên bán những cái đồ mà hết size hết số, thì ở đấy sẽ bán sale rất là nhiều. Và đây là một cái áo mình đang mặc hiện tại ở đây. Đây là cái áo của CK. Cái áo này giá gốc của nó là 125 đô Úc, sale 40%. Mặc rất là đẹp, rất là mát, rất là xịn. Không cách sao thích luôn mà còn được mua sale. Ngoài ra thì một thương hiệu mà mình cũng rất thích, đó chính là Fila. Đây, cái quần Fila. Cái quần này mình mua với giá là 35 đồng.
một cái quần rất là dày, mặc rất là ấm, rất là dày, mặc mùa đông. À, các bạn, em cho các bạn rồi chưa biết, thì mặc dù hiện tại Sài Gòn đang là mùa nóng, Việt Nam đang là mùa nóng, rất nóng, nhưng ở đây thì rất là lạnh các bạn ạ. Hiện tại Úc đang là mùa đông, oh my god. Cảm thấy như mình đang làm xâm lệch với tất cả mọi nơi trên thế giới. Theo là một cái quần này mình cũng đang mặc của Fila. Đấy, có chữ Fila. Đây là cái áo, cái quần này với cái áo này là một cặp này. Một cái áo có chữ Fila. Áo trắng, áo này thì mặc với cái quần đỏ cũng được, mặc với cái quần mình đang mặc cũng được. Hanh theo trẻ. Ngoài ra còn có một cái quần Fila nữa. Fila again. Đây. Mà hồng xíu xinh chưa. Đây ở đằng sau thì có cái chữ Fila này, cái quần. Và có cái dòng chữ này. Cô sinh năm 1991. À, 1911. Mặc cái quần này so với mình thì nó hơi dài, mặc vào thì không thấy được cái chữ này, nhưng mà it's okay, I still like it. Ngoài ra thì mình còn hút được một cái quần ở Puma. Cái quần này thì mình mua 35 đồng, rẻ hơn cái quần ở Fila, nhưng mà chất của nó thì nó mỏng hơn và mặt thì nó cũng ok, mà nó không đã bằng mặt quần của Fila. Mà nó là của Puma, cái màu chín, cái màu mơ, cái mỏng, cái mơ. Theo là một cái áo JJ, mình cũng mua treo nhưng mà mình không nhớ giá. Cái áo mặc chỉ để ấm thôi, cũng rất là cute. Một áo này tầm 20 cho tới 30 đô Úc gì đây. Dạ. Và cái áo cuối cùng trong cái đống này đó là một cái áo màu xanh lông lông và rất là mềm, mặc đeo siêu xinh luôn ấy. Cái này thì mình đã mặc ở một số cái video trước á. Chị là em màu xanh mint, xinh xắn, dễ thương. Ngoài ra thì mình có mua được sale một cái máy là tóc. Thật ra cái máy này cũng không có gì đặc biệt đâu, mình thích mua bởi vì nó màu hồng các bạn ạ. Màu hồng. Ngoài ra mua cái máy này thì còn có được một cái bao, một cái bao đựng máy. Trên đó có cái chữ màu hồng, cái bàn màu đen, cái chữ màu hồng Blackpink. Mọi người không đen mạnh lắm. Ngoài ra thì cho đi kèm với cái máy này thì còn có cái lựa cũng Blackpink, một cái gương xinh xinh mình chưa mở, và mấy cái kẹp hết rồi. Dạ. À, mình mua được một đây gọi là cái gì nhỉ? Cái chân bụt tóc này đây. Hy vọng các bạn thích video này. Nếu các bạn thích đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Annyeong.